rồi, tiếp tục ở trong này băng ra nè các bạn ơi. Đó, đang ra nha. Thì cũng không thiếu gì những chiếc xà lan đang quay đầu ha. Ghe ra các bạn, để dùng tống á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trước cũng chặt nữa nè. Trời dốc vô. Kè là bơm dầu trời. Gì mà không lái rồi khói nó bay lên kìa. Quá
ship đang la là gì, là chảy trên như nào các bạn, không chở.
xe nào ba không giữ nè. Phía sau cũng có chiếc Gove, và Gove đang được kè ha các bạn.